Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nếu được hỏi rằng kiến thức hay tiền bạc, cái nào quan trọng hơn, bạn sẽ chọn điều gì? Với bạn, cái nào là của cải thiết yếu hơn trong cuộc sống của chúng ta? Bí Quyết Thành Công tin chắc rằng sẽ có 3 luồng ý kiến xung quanh câu hỏi này. Có người chọn tiền bạc, có người chọn tri thức. Nhưng có người hơi tham lam hơn chút sẽ chọn cả hai. Tuy nhiên, bạn biết không, chính những người tham lam như vậy mới chính là người có thể làm nên việc lớn, cân bằng được cuộc sống và ngày càng hạnh phúc giàu có. Đúng vậy, cuộc đời con người ngắn ngủi lắm các bạn ạ. Muốn sớm thành công, bất cứ ai trong chúng ta cũng cần phải hiểu một chân đứng trên tiền, một chân đứng trên sách mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhìn ngay vào tỷ phú Warren Buffett, ông luôn coi trọng việc đầu tư và trí tuệ bằng việc đọc mỗi ngày song song với việc kiếm tiền. Và kết quả chính là khối tài sản đáng mơ ước của ông hiện nay. Vậy rốt cuộc, tại sao nhất định phải đầy đủ cả hai yếu tố thì mới đạt tới sự giàu có như mong đợi? Và chúng ta cần cân bằng hai điều này trong cuộc sống của chính mình như thế nào? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nếu cuộc đời là một bức tường, thì kiến thức và tiền bạc chính là hai bước đệm giúp bạn có thể vượt qua bức tường này và làm chủ một thế giới bao la. Không có tiền, cũng không đọc sách, bạn chỉ có thể đứng dưới cửa sổ với hai con người đen. Đọc ít quá, bạn chỉ thấy được một phần nhỏ của cuộc đời. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà không học tập, bạn cũng sẽ bị đồng tiền làm mở mắt. Chỉ những người một chân đứng trên tiền và một chân đứng trên sách mới có thể mở ra thế giới bao la của riêng họ mà thôi. Tại sao ư? Vậy trước tiên, chúng ta cùng nhìn nhận lại vai trò của đồng tiền nhé. Ở thời điểm hiện tại, khi mà xã hội phát triển, kéo theo hàng loạt những nhu cầu của con người cứ thế phát triển, theo dòng chảy của cuộc sống hiện đại, một lõi bánh mì, một tách cà phê, một gói xôi nhỏ và rất nhiều thứ khác, chúng ta cần phải dùng tiền để chi trả. Thế nên rất nhiều người trong chúng ta vì mải lo cơm áo gạo tiền mà chạy theo đồng tiền một cách vô thức. Và đôi khi, chính sự mải mê đó đã làm chúng ta trở thành nô lệ lúc nào mà chẳng ai có thể ngờ tới được. Rốt cuộc, giá trị của hai chữ đồng tiền là gì đây? Tiền bạc là phương tiện, là công cụ để thỏa mãn những nhu cầu vật chất và cả tinh thần của con người. Đó là của cải tiền tài giúp cho con người có được cuộc sống đầy đủ, thoải mái, tiện nghi. Người nắm trong tay tiền bạc có thể làm được nhiều việc thiện ích cho mình và cho người. Nhu cầu có được sự giàu có về vật chất, tiền bạc là nhu cầu mong muốn chính đáng của con người. Để có được của cải, tiền bạc cho bản thân, con người phải nỗ lực học tập, lao động, không ngừng để biến kiến thức, kỹ năng, sự cần cù, sáng tạo của mình thành tiền tài vật chất cụ thể, phục vụ cho cuộc sống của bản thân. Tiền quan trọng đã đành, nhưng bạn có biết vì sao kiến thức cũng cần phải song hành hay không? Đầu tiên, có tri thức mới có thể thay đổi cuộc sống, từ bế tắc ra sự giải thoát, từ bóng tối đi ra ánh sáng. Trần trực là một lao động nhập cư, những người đi từ nông thôn đến các thành phố để làm việc tại Trung Quốc. Cách đây không lâu, anh đã tự dịch cuốn sách Heidegger, An Introduction của tác giả Richard Ephraim Pond. Anh đăng tên lên trang cá nhân cũng như các nền tảng khác hỏi rằng không biết cuốn sách mà mình dịch có khả năng được xuất bản hay không, bản thân có cơ hội được đăng ký đi học đại học hay không. Trần trực thuộc thế hệ 9X, ban đầu được nhận vào chuyên ngành toán học của một trường đại học. Nhưng sau một năm nhập học, vì không yêu thích chuyên ngành, điểm không tốt, điều kiện gia đình cũng khó khăn nên anh quyết định bỏ học để đi làm. Anh đã không ngừng làm việc ở nhiều thành phố như Bắc Kinh hay ở Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Phúc Kiến. Trong một năm học đại học, Trần Trực đã đọc rất nhiều sách về triết học trong thư viện của trường. Mặc dù không thể hiểu được hết, nhưng anh lại cảm nhận được sức hút khó cưỡng của một thế giới khác. Trong thời gian đi học, đọc thêm về triết học đã trở thành niềm an ủi lớn nhất của anh sau những giờ làm việc nặng nhọc. Buổi sáng 8 giờ đi làm, buổi tối 8 giờ tan ca. Sau khi về nhà, Trần Trực bắt đầu đọc sách lúc 9 giờ. Mỗi ngày đọc 2-3 tiếng, có hôm còn đọc sách tới 1 giờ sáng. Anh bỏ ra 200 nhân dân tệ mua lại chiếc máy đọc sách Kindle cũ. Bên trong có hơn 1.200 cuốn sách điện tử. Trần Trực cũng quan sát thấy nhiều người lao động nhập cư khác cũng thích đọc sách. Một số người đọc sách để đi thi,
một số người đọc tạp chí, tiểu thuyết, một số người đọc sách chỉ đơn giản vì thích và thấy nó có ý nghĩa. Sau này, Trần Trực hiểu rằng rất khó để các tác phẩm dịch của mình được xuất bản và việc vào đại học cũng không dễ dàng. Nhưng ý nghĩa của việc đọc sách không chỉ có vậy. Nhà văn Liang Xiaocheng nói, mục đích của việc đọc sách không phải để đạt được những thành tựu to lớn, mà là để tiếp thêm cho bạn một sức mạnh từ bên trong khi bạn bị cuộc đời xô đẩy và đang ở trong vũng lầy. Tất cả những ai có yêu cầu đối với bản thân và có mục tiêu để theo đuổi trong tương lai đều biết rằng chỉ bằng cách không ngừng nâng cao kỹ năng hoặc tầm nhìn của mình, họ mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiếp theo đó, có tri thức thì bản thân mới ngày càng phát triển, đi trên đôi chân của chính mình, để sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Trang Lightwick từng phỏng vấn Trịnh Tinh, một cô gái từ một nhân viên phục vụ khách sạn trở thành giám đốc 30 tuổi của một công ty nước ngoài với mức lương hàng năm là 500.000 nhân dân tệ, khoảng 1,7 tỷ đồng. Cô học rất giỏi môn tiếng Anh, nhưng vì quá nghiêng với môn mình giỏi, cô chỉ đạt hơn 60 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học môn toán. Sau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, cô vào làm nhân viên chạy bàn cho một khách sạn ở địa phương. Với tài ăn nói, cô nhanh chóng được nhận vào làm lễ tân ở tầng VIP. Ở đó, Trịnh Tinh được tiếp xúc với các giám đốc điều hành người nước ngoài sống trong khách sạn dài hạn. Dần dần, việc vào công ty nước ngoài trở thành mục tiêu công việc tiếp theo của cô. Sau đó, Trịnh Tinh đến Thượng Hải một mình và sau khi nộp vô số hồ sơ xin việc, cuối cùng, cô đã đầu quân cho một công ty kinh doanh hàng xuất khẩu của Đức với vị trí lễ tân. Mặc dù là công việc lễ tân nhưng cô rất chú ý đến những gì đồng nghiệp của mình trong bộ phận kinh doanh đang làm. Thông qua việc gửi và nhận email từ hộp thư của công ty hàng ngày, Trịnh Tinh đã quen thuộc với hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty và biết được mức giá của một sản phẩm, số lượng đặt hàng và những gì cần sử dụng khi liên hệ với khách hàng. Chẳng bao lâu, bộ phận mua hàng của công ty tuyển dụng, cô nộp đơn và chuyển bộ phận thành công. Ở bộ phận mua hàng, Trịnh Tinh chỉ là một người mới. Mỗi lần cô ấy hỏi đồng nghiệp của mình, các từ viết tắt có nghĩa là gì? Và đồng nghiệp đã hỏi ngược lại cô ấy, cô không biết tự tra ư? Kể từ đó, Trịnh Tinh chăm chỉ học thêm kiến thức, lấy hết sổ sách ghi chép lịch sử mua hàng lướt qua hết một lượt, đồng thời đọc nhiều sách nghiệp vụ, ngành xuất khẩu và nắm vững phương pháp làm việc. Cứ như vậy, năng lực chuyên môn của cô ngày càng vững mạnh, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Ở tuổi 30, lương mỗi năm của cô đã gần 500.000 tệ. Thu hoạch lớn nhất đối với cô từ trải nghiệm này là một bộ phương pháp học tập. Nếu bây giờ ném tôi vào một ngành công nghiệp mới, tôi cũng sẽ không hoảng sợ. Nếu bạn học thêm một chút kiến thức vào ngày hôm nay, bạn có thể bớt yêu cầu sự giúp đỡ hơn vào ngày mai. Hôm nay đọc thêm một cuốn sách, ngày mai có thể tránh xa những lo lắng và bối rối, để rồi tiến gần hơn đến phiên bản tốt hơn của bản thân đấy. Kiến thức giúp chúng ta có thể thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân, giúp chúng ta tự tin khi đối diện với những khó khăn. Ngược lại, không có kiến thức hoặc không chịu tích lũy kiến thức sẽ khiến cho con người trở nên lạc hậu, gặp khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Kiến thức là sức mạnh, người có kiến thức luôn được xã hội kính nể, trọng vọng. Chính tri thức làm ta khiêm tốn, còn ngu si làm ta kiêu ngạo đấy các bạn ạ. Nhưng để đặt tiền và kiến thức lên bàn cân thì rốt cuộc ưu thế sẽ nghiêng về bên nào hơn? Theo bạn thì sao? Kiến thức và tiền bạc đều là những tài sản có giá trị. Kiến thức là tài sản vô hình và vô giá, không thể đo đếm được. Tiền bạc là tài sản hữu hình và có thể đong đếm được. Kiến thức chỉ có thể đầy thêm, tiền bạc có thể vơi đi, còn kiến thức thì không bao giờ cạn. Đầu tư vào tiền bạc nhiều rủi ro, còn đầu tư vào kiến thức thì luôn luôn thành công. Có kiến thức có thể kiếm được tiền bạc, có tiền bạc chưa chắc đã mua được kiến thức. Tiền bạc có thể khiến người khác nể sợ, kiến thức khiến người khác kính phục. Càng hiểu biết, con người càng tự do. Và cách để làm phong phú thêm tri thức cho bản thân chính là đọc sách. Có người nói rằng một ngày không đọc sách, không có nhiều thay đổi. Một tuần không đọc sách, bắt đầu trở nên cục cằn. Một tháng không đọc sách, IQ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nói cách khác, sự thay đổi mà đọc sách đem lại cho mỗi người cũng giống như quá trình nước chảy đá mòn. Đọc một cuốn sách, bạn có thể không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Đọc 10 cuốn sách, bạn sẽ thấy rằng tầm nhìn của mình đã thay đổi.
bạn không dễ lo lắng và bạn không dễ bị quấy rầy bởi tiếng nói của thế giới bên ngoài. Đọc 1.000 cuốn sách, trạng thái và tâm trí của bạn sẽ đạt tới cảnh giới bình tĩnh, thản nhiên và cởi mở mà hầu hết mọi người không thể đạt được. Dù bạn dùng kiến thức để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp hay dùng văn hóa để mở rộng tầm nhìn và khơi dậy trí tuệ, thì đọc sách cũng là sự tích lũy vô hình và dần dần nó sẽ đem lại cho bạn của cải hữu hình. Chung quy lại, tri thức, trí tuệ làm nên giá trị con người chứ không phải tiền bạc. Nhờ có kiến thức cao hơn là nhờ có trí tuệ, con người tạo ra của cải vật chất, tiền bạc cho bản thân, làm giàu cho xã hội, làm cuộc sống của mình trở nên tiện nghi, xã hội ngày càng hiện đại, văn minh. Thì đó là nguyện vọng, mong muốn đúng đắn, chân chính của mỗi cá nhân. Bản thân những của cải vật chất phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay chẳng phải chính là sản phẩm của trí tuệ ngày càng trở nên mẫn tiệp, thông thái của con người. Không thể phủ nhận vai trò của các kiến thức và tiền bạc trong cuộc sống của con người. Chúng đều là những yếu tố con người tự cổ chí kim muốn được sở hữu và làm đầy thêm. Nhận thức đúng đắn vai trò của đồng tiền là kiến thức đối với bản thân và xã hội, tích lũy tri thức để làm giàu cho bản thân, cả về trí tuệ, nhân cách và cuộc sống vật chất. Nên nhớ rằng, nhiệt huyết thiếu đi tri thức chỉ là lửa thiếu đi ánh sáng. Kiếm tiền và sử dụng tiền bạc một cách hiệu quả, thiết thực, giúp ích cho bản thân và cộng đồng để trở thành người có trí tuệ và đạo đức chân chính. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh đều cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.